Đây nha mọi người. Rồi, 1C, 1C đó là chỉ đối x cộng 2 bằng 2 trừ 3x. Thì ở đây các bạn phải cần nhớ cái dạng đó là chỉ định đối A bằng B. A nè, B nè. Vậy mình sẽ tương đương, mình nhớ kiến thức đó là B phải lớn hơn bằng 0 và A bằng B hoặc nha, hoặc A bằng trừ B. Được chưa? Vậy theo đúng công thức nè, B nè, vậy là 2 trừ 3x lớn hơn bằng 0 và A nè, x cộng 2 bằng B nè, 2 trừ 3x hoặc A nè bằng trừ B. Cẩn thận thì các bạn mang dấu trừ ra trước đó, viết dấu trừ ra phía trước trước, được chưa? Sau đó các bạn chỉ cần làm tiếp bước gì à, đó là tính toán cộng trừ nhân chia, chuyển hai qua nè, vậy là trừ 3x lớn hơn bằng trừ 2. Sau đó những thằng này các bạn chuyển qua hết một vế, x cộng 2 chuyển vế đổi dấu nha mọi người, trừ 2 cộng 3x bằng 0 tương đương, hoặc đây cũng vậy, chuyển vế đổi dấu, x cộng 2 trừ chuyển qua thành cộng nè đó, ok chưa ạ? Rồi tiếp tục, đây là bất gọi là bất phương trình thì nhân hay chia số âm chiều đổi nha mọi người, chiều đổi nè, vậy x sẽ trừ 2 chia cho trừ 3 ra 2 phần phần 3. Không biết thì bấm máy tính nha mọi người. Rồi đây x cộng thêm 3x là 4x. Đây với đây rút nè, được chưa? Bằng bằng 0, hoặc trước ngoặc là dấu cộng nên bung ngoặc ra chính nó, đây x trừ cho 3x ra trừ 2x. Đây 2 cộng 2 ra 4 bằng bằng 0 và tương đương x nhỏ hơn bằng 2 phần 3. Rồi nhân chuyển qua thành chia về x bằng 4, 0 chia 4 là 0. Tương tự ở đây các bạn cũng giải ra, chuyển với đổi dấu nè, 4 chuyển qua là trừ 4, trừ 4 chia cho trừ 2 ra 2. Và các bạn nhớ kiểm tra cái điều kiện xem coi có hàng ngày có nhỏ hơn 2 phần 3 không à? Không loại. Hàng này có nhỏ hơn 2 phần 3 không à? Nhận, vậy kết luận vậy S bằng bằng 0. Ok mọi người, ok mọi